Xin chào mọi người nha. Đây bây giờ là buổi tập kéo co của xóm trại vực chúng tôi mọi người ạ. Đây sắm vực của chúng phụ nữ đặc thôi. Ông. Bye bye chị không? Một keo rồi nha. Một keo rồi. Kéo đây về đây chú đi. Chém nhá. Không. Đây. Người bé ít người. Không phải nhưng mà đứng thế đứng kéo chứ. À. Cứ dòng lên, cứ dòng lên. Nghỉ đã. Hay ở dây dây nào bên này? Bên kia đi thêm cái. Đấy. 1 2 3 4 5 6 Bên này không có nam. Cả nam cả nữ. Đủ chưa? Đủ 10 người chưa? Đây là kéo lên nữa, làm về đồng chí. Mới được 4 năm. Hay nữa là 5 năm nữa. Đã đủ. Được rồi, con đâu cho mình về đây. Đủ quân rồi. Đủ rồi. Vào đi, con nhà mình vào một bên để cho người ta đi thử sức cái này. Lên, được chưa? Cứ chú vào. Bên nhà mình không có chủ, bên nhà mình đi vào để cho người ta kéo. Đây, con à. Alo, đội hành chính của chúng ta cứ vào với vị trí của mình đi ạ.
trước hết là bên của mình đang có 10 người. Bên đội kéo phụ này chúng ta sẽ bổ sung lên 12 người nhá. Trước tiên là cứ 12 người chưa ạ? Phải 15 người nào? Bên kia khỏe lắm. Chúng ta cứ từ từ và để xem như nào đã. Được chưa? Nào, ông lên vào đây thủ tục đi ông. Cứ vào đi. Hai, đề nghị các vận động viên chính của chúng ta chú ý này. Kéo co thì chúng ta sẽ đứng dạng hai chân, không đứng chéo chân chèo. Khi mất trụ là không thể đứng kéo được, dẫn đến là bị trộm người và ngã đấy. Chúng ta sẽ đứng dạng hai chân hai bên đều nhau. Dây kẹp vào nách. Được chưa? Dây, chúng ta kéo thì chúng ta đừng giật dây, nó cứ giật lên giật xuống hoặc giật ngang nhé, tránh. Hai đội vào tư thế chuẩn bị ạ. Hai đội sẵn sàng, chỉ đạo viên để cho cả đội theo. Được chưa? Tức là khi mà bây giờ xóm mình sẽ cần phải cử ra một chỉ đạo viên để khi mà đi kéo thì tất cả đội vận động viên chính của chúng ta sẽ nghe theo hiệu lệnh của chỉ đạo viên. Như vậy là khi chúng ta kéo thì nó sẽ được đều lực hơn. Được chưa? Các vận động viên chú ý này, khi mà trọng tài hô bắt đầu cái thì tất cả đồng loạt giật một cái ngả người về sau ạ. Bên này thế chỉ kéo giữ. Được chưa? Hôm qua em có đi khảo sát thì thực ra là xóm giữa là mạnh nhất, còn xóm chùa nhảy như cào cào. Thực ra lúc đầu thì chỉ mạnh thôi, nhưng mà đến lúc mà khi chưa đứng nó bị mất đà cái là nhảy chồm chồm hết. Như đội của mình là đứng là đều như vậy là được đấy ạ. Tất cả để xem là chuẩn bị nhá, tư thế nghe hiệu lệnh nhá. 1, 2, 3 bắt đầu. Thôi cố lên, cố lên, qua kéo thế thôi, đừng chặt cứ thế để xem bên nào chịu được bên đâu. Kéo này, kéo được. Kéo tập một năm phát này phải hô lại đúng từ 1 đến 3 chuẩn của bạn là sẽ thua. Bảo thế mà nó. Nào, anh nghe thấy chưa? Họ nghe tư thế căng cây lắm, mình cũng căng cây đi. Nào, hai bên đều căng nhá. Cứ đến từ 1 đến 3. 1, 2. Trẻ con thì cứ bâu vào rồi.
ngoài nhá. Qua. Một đều. 2-2. 2-1. 3-2 rồi. Bạn ơi, không phải là cân bằng. Chúng ta cân bằng là đá luôn đi vui. Tiếp đi. Ôi, anh em nghỉ giải lao tí, ra đâu rồi dắt tay hai keo một nhát. Chào mọi người nhé, đây là kéo co của xóm chua. Không có xóa video của em. Bày á, hôm nay mày cử lăn thăng tiêu nhảy nhảy tiêu tiêu lại kéo vui thăng tiêu tiêu kéo vui rồi. Thả vào đây, vào đây. Thả vào đây. Vào đây nào. Vào đây. Đây là những gương mặt khán giả nha mọi người nhá. Đây này, rất là đông mọi người ạ. Cao người. Ngã đây sau đây không đây đúng không? Đây đây. Đỏ nữa xem nào. Vào bố ơi nha. Rồi kéo. Chặn đây. Đây. Đứng đừng bao các bạn vũ lên bên đừng 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 bên mày đây một một hai người đi để cho đủ đi một hai qua con gái ra đi ra chuẩn bị chưa bên kia mới bên mấy bảy bên kia mấy bên đây chín quay đây bên đây chả vừa chín à thông báo vào nhau
90 người thua rồi vẫn cần bên đây cũng 9 cần gì nữa đâu 9 mà bên đây 65 ê lại đây 9 à nào nhanh nhanh lên nào khổ và tối chả tập được trận thế này mà vô căng ở trên dốc xuống đi chứ cứ để một người chơi béo lắm mày béo đây buộc cái dây này nó lỏng ra chỉnh nó dễ. Người khỏe phải cho đằng trước nhá. Giật cổ tất chạy phục cho anh. Thay đổi chứ. Khét luôn đi. Ôi chú đây ra đây. Nghỉ á? Nghỉ sớm ấy. Chưa. Vẫn đây, đây. Rồi. Có nhà báo phỏng vấn đây thôi. Qua chạy vai bảo là chạy vai cân hết nhỉ. Đề nghị tối về là không kéo các chị em nhá. Kéo ở đây rồi thôi nhỉ.
đổi đổi sát ngay cân bằng cái nhỉ. Rồi vừa đổi rồi. Cứ quản cho vẫn trả đầu với đầu đấy. Đây quay đây, đặt tay đây. Mai nhá, xong rồi xong. Chạy vực sống. Chạy vực kéo từ 8 giờ. Đây 9 giờ. Thế, giờ vẫn còn ngậm tằn về đây mà trả đây tập. Ôi trời. Nó bên này đông đấy. Để chân lên 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 ch
trần chị cao, đi ở lực trần, một, hai, ba, bốn. Đi đấy, 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 đi đấy
Ba số tay cho nhau. Quỵ cái đồng đó. Lấy đội hình chính cái đấy nhá.